Manchester City sẽ tiếp đón Atletico Madrid ở trận lượt đi tứ kết Champions League vào rạng sáng mai lúc 2 giờ. Đây sẽ là lần đầu tiên hai đội bóng này đối đầu nhau dù huấn luyện viên Pep Guardiola và Diego Simeone từng 3 lần gặp nhau trước đó. Man City đã thể hiện sức mạnh tại Champions League mùa này, trong 6 trận đấu thầy trò huấn luyện viên Guardiola ghi được 18 bàn thắng, trung bình 3 bàn mỗi trận. Ở vòng 1/8, Man City đã đánh bại Sporting Lisbon 5-0 để giành vé vào tứ kết. Những so sánh về thắng thua trong quá khứ không mang ý nghĩa nào. Huấn luyện viên và cầu thủ vẫn như vậy, nhưng chỉ sau thời gian, mọi chuyện sẽ khác. Chúng tôi đã tìm hiểu về Atletico và sẽ thích nghi với đối chơi của họ. Về đội hình, huấn luyện viên Guardiola không có nhiều cầu thủ bị chấn thương để phải bận tâm. Tuy nhiên, khi Walker vẫn đang chịu án phạt, còn Ruben Diaz thì gặp vấn đề về gân keo. Về phía Atletico, Joao Felix có thể xuất phát nhờ phong độ tốt, còn Antoine Resman có thể vào sân từ ghế dự bị khi phù hợp và tấn công vào những địa trí bị suy yếu của Man City trong giai đoạn cuối trận. Nhận định dự đoán trận Man City, Atletico, trận tứ kết lượt đi Champions League với Atletico hôm nay là dịp để Man City chứng minh vị thế ứng viên số 1 cho chức vô địch mùa này. Dù phải gặp Atletico, rồi sau đó là Chelsea hoặc Real, Man City vẫn được các nhà cái đánh giá có cơ hội vô địch cao nhất tại Champions League mùa này. Man City từng thua hai trận vòng bảng, nhưng vẫn thể hiện sức mạnh bằng những trận thắng tưng bừng, gồm trận lượt đi vòng 1 phần 8 hạ Sporting 5, không ở sân khách. Ở ngoại hạng Anh, họ đang giữ đỉnh bảng và chỉ thua một trận kể từ hôm 30 tháng 10 năm 2021. Man City có những cú sảy chân khác trước Southampton và Crystal Palace, nhưng đó là những trận hòa mà họ rất điểm kém may mắn. Còn lại, cỗ máy tấn công của huấn luyện viên Pep Guardiola vận hành chân chu, tạo nên những trận hủy diệt như thắng Leeds 7, không. Newcastle 4, 0, Leicester 6, 3 và Man United 4, 1. Chỉ cần tìm thấy nhịp chơi và không dứt điểm đen đủi, Man City sẽ phá lưới mọi đối thủ. Tôi ngưỡng mộ Pep vì ông ấy đã tạo nên Man City cá tính, tấn công rất đa dạng. Gặp họ lúc này là thử thách cực đại của Atletico. Huấn luyện viên Diego Simeone thừa nhận trong cuộc họp báo trước trận. Thuận lợi duy nhất của đại diện Tây Ban Nha trong lần hành quân này tới sân Etihad đến từ lịch thi đấu của đối thủ. Man City sẽ vừa đá với Atletico, vừa lo trận đại chiến với Liverpool vào cuối tuần. Đó sẽ là cuộc chiến quyết định ngôi vương ngoại hạng Anh mùa này và chắc chắn Man City không muốn xảy chân. Guardiola từng công khai đề cao danh hiệu ngoại hạng Anh, cho rằng nó khó đoạt hơn Champions League. Nhưng, ông không thể phủ nhận thứ Man City khát khao nhất lúc này chính là Champions League danh hiệu họ đã lỡ hẹn ở chung kết mùa trước. Đỉnh cao châu Âu sẽ đưa Man City bước chân vào ngôi đền của những ông lớn. Để làm điều đó, họ cần tránh những trận thua trước các đối thủ dưới cơ, như từng xảy ra với Lyon ở tứ kết mùa 2019 đến 2020. Atletico hiện tại cũng bị đánh giá là ở cửa dưới Man City. Theo dõi Atletico, tôi thấy có nhận định sai lầm về phong cách của Diego Simeone. Guardiola trả lời khi được hỏi về việc đối phó với lối đá tử thủ của đại diện La Liga. Ông ấy xây dựng lối chơi thiên về tấn công nhiều hơn những gì người hâm mộ cảm nhận. Atletico không muốn chấp nhận rủi ro nhưng khi có bóng ở phần sân đối phương, họ biết chính xác cách thi đấu trong những thời điểm cụ thể. Chúng tôi không được để lộ khoảng trống. Atletico mùa này không đạt hiệu suất cao như khi vô địch La Liga mùa trước. Hàng thủ vốn là điểm tựa trong lối chơi đã thủng lưới 37 lần sau 30 trận La Liga. Thầy trò huấn luyện viên Simeone cũng rất bị loại ở vòng bảng Champions League, thua 3 trận và chỉ thắng 2 gồm trận thắng may trên sân Milan. Ở vòng 1 phần 8, Atletico đánh bại một đội Anh khác là Man United nhưng chủ sân Old Trafford được không thể sánh với Man City về đẳng cấp chơi bóng. Atletico từng thua Liverpool không đến hai ở vòng bảng, trong thế trận lép vế hoàn toàn với chỉ 27% thời lượng kiểm soát bóng và không dứt điểm hướng khung thành lần nào. Với phong độ và lực lượng hiện tại, thầy trò Simeone hứa hẹn gặp nhiều khó khăn khi làm khách của Man City hôm nay. Mục tiêu của họ là tìm kiếm một kết quả không quá tệ. Trước khi toan tính cho trận lượt về ở sân Wanda Metropolitano, dự đoán tỷ số trận đấu. Man City thắng 2 giờ 1 phút trước Atletico. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.